câu hỏi xong hết chưa? Mình chuẩn bị học nha. Vâng. Hôm trước là mình đã đi được cái một cái chi ở trong cái quyền duyên rồi ha. À, nay mình đi tiếp cái chi thứ hai. Đó là tiền sinh quyền duyên. Số 2 là tiền sinh quyền duyên. Tiền sinh quyền duyên là kết hợp giữa tiền sinh duyên với quyền duyên, hai cái nó kết hợp với nhau. À, hai cái. Rồi thì tiền sanh quyền duyên là gì? Là mãnh lực sinh trước. Mãnh lực sanh trước. Tôi thích dùng cái từ sanh hay hơn là cái từ sinh. Thành ra sanh thì cũng được, là sinh cũng được ha. Ai muốn dùng từ nào dùng. Đừng dùng từ đẻ là được à. Rồi, mãnh lực sanh trước có khả năng chi phối. Khả năng chi phối. À, sinh trước có khả năng chi phối hay có quyền lực đến với pháp, hay quyền lực đến với pháp. Với pháp. Tức là cái người nào sanh trước là người đó mạnh vậy thôi, được không? Thí dụ là người anh cả trong gia đình, người anh cả trong gia đình có quyền lãnh đạo gia đình, có quyền lãnh đạo gia đình, có quyền lãnh đạo gia đình là nhờ tiền sanh quyền duyên, là nhờ tiền sanh quyền duyên. Nếu anh cả có khả năng lãnh đạo thì mới có tiền sinh quyền duyên. Nếu anh cả có khả năng lãnh đạo thì mới có tiền sinh quyền duyên. Còn mà không có khả năng, không có năng lực để mà lãnh đạo, mà lãnh đạo thì nó chỉ là lãnh đạn. À, nhớ nha. Không phải hệ mình lãnh đạo đó là mình đã có năng lực đâu. À, mình phải có năng lực mình mới lãnh đạo đó. À, tiền sinh quyền, quyền duyên. Nếu không có khả năng lãnh đạo thì chỉ có tiền sinh duyên mà thôi. Nếu không có khả năng thì chỉ có tiền sinh duyên mà thôi. Sinh trước. Duyên mà thôi. Hiểu hiểu chỗ này không? Chắc đang chép ha. Ok. Hãy ví dụ tiền sanh quyền duyên chuyển sang tiền sanh duyên. Và quyền duyên giống như hồi lần rồi, nay ta cũng ví dụ ba cái. Rồi bữa nay thiều duyên hết duyên này. Quý vị hiểu tiền sanh duyên chưa? Tiền sanh quyền duyên chưa? Này ra câu hỏi từ cái ví dụ á, người anh cả trong gia đình mà người ra anh cả đó có quyền lãnh đạo thì Có đó là năng tiền lực, sanh duyên, còn nếu như có không phải có quyền quyền lãnh và đạo. có khả năng lãnh đạo Sai thì rồi, đừng dùng cái sanh từ trùng lại. Mình đã bị dốt và mình dùng trùng lại từ nữa. Cho nên thăm đó thấy tay y in lên nào. Người ta có ghi chữ có quyền lãnh đạo không? Không, mà có khả năng lãnh đạo.
Tức là nếu như khúc phía sau thì nếu không có khả năng á Ừ. thì sẽ là có quyền thôi đúng không? Đã quyền nào? Giống như là anh cả thì có quyền nhưng mà Ai nói tại anh không đã có là có quyền? khả năng. Ai nói anh cả là phải có quyền? Vì chỉ có tiền sinh viên đó là cái gì? Chứ tại anh đẻ trước. Học rồi tiền sinh viên. Ok thầy. Ý tôi muốn hỏi nếu không phải đó thì nó là gì? Trời, con ví dụ độc đáo quá ha. Đi tù. Con có cái ví dụ nào mà nó hồng cánh sen hơn xíu không? Cho nên nhớ nha, không phải sanh ra trước là có quyền nha. Sanh ra trước thì chỉ là sanh ra trước mà thôi. Nên không phải nói già là khôn. Kumi ví dụ hết sức là sát sườn. Phải phải coi cái môn đó là môn gì ha, phải coi cái môn đó là môn gì sao biết rồi tôi là tiện tiện sanh khi tôi hậu sanh đâu vậy sao. Thấy nhiều quý vị đang ghi lên ha, mình chờ xí. Ừ, ok, của Nghi, của Minh. Ok, tốt, ví dụ rất hay.
Ok, của mình mới ha. Ok, toàn ha. À, cái của Đào chưa có phải là tiền sanh quyền á, nó chưa có sanh trước, cái người lớp trưởng phải là cái người sanh trước. Còn cái này vô lớp rồi bắt đầu mới chỉ định thì nó là đồng sanh ha, nó là đồng sanh quyền viên học hồi hôm trước, cái buổi hôm trước á. Này phải có một cái trước, một cái sau. Của Nhi ha, để thấy coi của Trúc nữa. Rồi được nè, đi làm dâu được rồi nè. À, biết sử dụng viên trong nghệ thuật làm dâu rồi. Của Nhi. Ok, cái câu của Trang rất là tuyệt vời. Mà thầy tính ghi đó, thầy tính ghi và thầy tính kêu đó à. Thầy tính ghi và thầy tính kêu là làm cái giữa cái ngu và cái khôn à, giữa cái ngu và cái khôn, hiểu không, hiểu không, giữa cái ngu và cái khôn. Tại một cái thời điểm đó à, thì khi mà cái ngu đó nó đang có xuất hiện đó, mà cái khôn tức là cái mình đã học rồi đó, mình đã biết rồi, mình đã biết cái đó rồi đó, nó là tiền sanh duyên, nó trước rồi, nó biết trước rồi, cho tới khi cái đó đó đứng trước cái quyết định đó đó, mà cái quyết định mà chọn cái ngu á, quyết định chọn cái ngu đó, thì vậy thì ta đi theo cái nào, ha, ta đi theo cái nào, cà rô phải phải suy nghĩ đó. Ok, kỹ. Cảm ơn ví dụ rất là thực tế của cô Ngọc.
Ok của Lộc. Ok của Tiền. Ví dụ hết sức thực tế không? Là lấy vấn đề của bà ngoại ra ví dụ, là dính dính cháu liền ha. Quá quá đúng rồi. Còn còn những quý vị đó chưa chưa có ví dụ đó, mình ví dụ lên ha. Còn ai ta? Hình như ai ai cũng gọi ha. Có thiếu ai không? À, ai chưa có mình tranh thủ mình gửi nha. Rồi, bây giờ yêu cầu đó quý vị đó là lấy vô chính những cái gì của quý vị. À, chính cái gì của quý vị. À, chính mình. Vô chính mình. Tiền xanh. Sinh viên là điều học đã biết. Hãy biến nó thành tiền xanh quyền viên viên trong các trường hợp phổ biến. Đây, các bạn hiểu đề không? Bạn hiểu hiểu cái đề mà tôi cho không? Ok. Rồi giờ các tự tự mỗi người đó, mình tìm lại cái ví dụ đó theo cái cách của mình ha. Đó, ứng dụng liền, ngay liền và lập tức. Để mà tôi liên hệ lại bên cái lớp Nikaya hôm bữa học đó. À, để tôi liên hệ lại đó. Ok của mày. Ok tốt. Đó, áp dụng vô rồi ha. Hồi bên Nikaya đó, mình đâu có biết chí tại Đức Phật là sao đâu. Đúng không?
Mình chỉ nghe thôi thì nói chí tuệ Đức Phật đồ, chí tuệ Đức Phật biết chí tuệ gì thôi đó, chứ không biết nó sao hết trơn à. Qua đây cái nó có ra liền cho mình ha. Ok mình. Quá phong phú luôn. Gom hết mấy cái bủ bói này nghe quý vị. Quý vị đó có ai đó mà tiện tay đó là người ta lên cái nào là mình copy cái đó về hết nha. Bài học thăng tiến không đó. Nghe nghe đồn là bên nhà nào có cái gì cái chương mục bài học thăng tiến gì đó. À, toàn toàn là đó không đó. Mà mình ra mình không có thăng tiến cái quần gì hết trơn là do đâu. Ừ, tiền xanh nhưng mất trí. Mất trí chứ không phải là mất quyền. Có nhớ đâu, có nhớ đâu, xanh chưa, xanh rồi, xanh rồi nhưng mà mất cái gì, mất trí. Chị sẽ đâu có sai được, sai được. Ok cô mày. ok Dung rồi đập mũi. con Ngọc. À, cái điều học đó, cái mà gặp gặp cảnh bất tội sẽ nổi sân á, nó không phải điều học, cái đó là cái mà hiển nhiên. Cái đó là cái hiển nhiên, không phải cái điều học. À, cái điều học là gì, là điều chỉnh tâm để gặp cảnh bất tội không có nổi sân, cái đó mới là cái điều học, nhớ nghe. Trời ơi học cái này chết rồi. Quá quá nhiều rồi, để tôi từ từ tôi lướt xuống. Ok rồi, đồng xanh cho nó quyền lên ha, là áp dụng là cái đồng xanh quyền viên ở trên để nói về cái tiền xanh quyền viên. Ok cô Nhi. Ok cô My, trời ơi tuyệt vời tuyệt vời. Đúng rồi đó Tân, trời ơi cho trái tim nè, hãy học chuột cưng cho trái tim lửa đàng hoàng, giống chiếc cốc lửa quá ha. Rồi, ok Minh, cho nên nhớ nghe, kham nhẫn nghe con. Rồi, quá nhiều bài học thăng tiến luôn rồi. Trời ơi, bữa nay mấy nhà về làm đã luôn rồi. Quá nhiều, quá nhiều. Áp dụng viên vô. Tuyệt vời, tuyệt cú mèo. Ok Mẫn Nghi. Nãy giờ không thấy cô Tú ha. Rồi tôi qua tôi thấy đông rồi mới nói xong gột rớt liền. Trời sao mà cái miệng tôi nó nhanh dữ vậy ta. Ai muốn cười tôi kêu tên nữa không?
Ok, cô Đào, chính xác. Không có dẹo trong sự tu tiến của mình. Ok. Ok mình. Tốt. Ok chút. Ok Trang. Ok Trương. Tại vì đang Trang đó, cái mình đi Trương luôn cho nó Trang chưa. Ok cô Tiền, ở đây phải cho thêm trái tim lửa ha, có những người đó mình phải cho thêm trái tim lửa à, không phải đi thiêu đốt cho chết nhanh ha. Mà để cho có lửa để duy trì ha. À, tiếng sinh viên. Ok Nhi, trời ơi tuyệt vời tuyệt vời. Được nè được nè, trái trái tim lung linh. Ứng dụng điều học nhiều. Rồi, ok Lộc. Ok Tỷ. Ok Cú My, cho trái tim lửa. Thầy chừng nào tre không xong rồi quá mít, để mít xong rồi lại quá tre. Ok Tiên, tức là phải có cái sự kiện diễn ra sau đó nha Tiên. À, thí dụ như đó khi mà bị la chẳng hạn. À, khi khi bị la cái điều học mình biết rồi đó, cái khi mình bị la cái mình là sao rồi ứng dụng liền, ứng dụng tiền sanh quyền duyên liền. Ô nè, mình học rồi mình biết như vậy là không tốt, phải sửa đó đó, do nó gọi là tiền sanh quyền duyên. Tiên hiểu chưa? Vâng. Ok tốt. À, nhớ bài học nè, hôm trước mới 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 xong cái rột vụ đi xe ha. Rồi bữa nay có nhớ. quá đã luôn, quá đã luôn, quá nhiều luôn. Ứng dụng tuyệt vời ông mặt trời luôn. Nhưng mà chưa chưa thấy của bé Toàn. Hay có sửa đó thì các bạn cũng nhớ sửa lại trong tin nhắn gốc đó, để các bạn khác copy đó, mà nhiều khi nó mất trí đó, hậu Covid đó, hiểu không?
cái nó copy nó để đại luôn hả? Rồi cái nó nói ô này đúng hết rồi, ta học thôi. Ôi trời, thiên đàng không thấy mà địa ngục thì tan hoang. Chưa chưa thấy ví dụ của bé Tú nha. À, bé Tú đã mới kêu tên xong rất cái bạch rồi. Ừ, cái cô mày. Còn mấy bé đang 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 quánh thêm ha. Quá tuyệt vời. Đó, nó là ứng dụng điều học của mình thành thành ra sự ích lợi, xài duyên hết. Ừ, xài duyên hết, tuyệt vời lắm quý vị, tuyệt vời vô cùng. Vậy thì đó quý vị đã biết rồi ha, biết sử dụng trí tuệ Đức Phật rồi ha. Mới chiều là tôi trả bài là quý vị dùng trí tuệ Đức Phật không à, hồi nữa là tôi trả bài nè. À, quý vị nhớ phải dùng trí tuệ Đức Phật nha, không phải trí tuệ của mình mà thấy mình mà làm không được, đó là tại vì mình chưa xài trí tuệ Đức Phật thôi ha. Ừ, chứ không phải mình làm không được đâu đó, mình phải xài trí tuệ Đức Phật rồi. Có trí tuệ Đức Phật cái sướng gần chết à. À, đưa vô đụng bùm 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 xử lý thôi. Mới có cái tiền sanh quyền á, mới cái tiền sanh quyền nè. Tiền sanh ha. Dụng vô được rồi ha. Còn còn cô Tú, còn quên chờ cô Tú nữa, phải chờ 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 Mít Tú thôi. Chờ Mít Tú. Rồi cái mình mới đi tiếp. Vậy đó, thì cái thằng câu sanh quyền duyên đó quý vị mà cũng áp dụng vô à, cũng phải được nha. À, phải phải áp dụng vô được cái câu sanh quyền duyên nha. Đó mình nhìn như vậy nè, là mình nhìn bằng tiền sanh quyền. Nhưng mà mình nhìn bằng câu sanh quyền thì mình nhìn sao? Sẵn đây làm luôn. À, cô Tú cứ cứ mằng đi ha. À, giờ áp dụng à, câu sanh quyền thay vì tiền sanh quyền thì áp dụng ra sao? À, cái này đó là cái các bạn học một mà các bạn phải hiểu 10 đó, là như vậy nè. Cái đó mà nang mình nang quyền á, chứ đó mà mình đổi cái khác nha, đổi cái khác là phải biết nữa ha. Ví dụ mình áp dụng nhân duyên thay vì quyền duyên thì áp dụng sao? Hiểu chưa, hiểu chưa ha? Mình phải đó có một cái sự áp dụng như vậy đó thì nó mới ra được sáng tỏ. Chứ đó mà mình chỉ ở đây học thầy dạy có tiền sanh quyền duyên thôi, qua mấy cái khác thôi thầy đâu có dạy mình đâu, mày đâu có dạy chỗ đó đứt hết trơn chỉ tại Đức Phật rồi ha. Không, thành ra phải biết áp dụng đó nha. Vậy thì tiền sanh quyền đó là cái mà nó sanh trước, tức là điều học mà quý vị đã biết trước đó rồi, được chưa? Mà câu sanh quyền tức là cái mà nó sống đôi. Như vậy thì trước một cái sự việc, trước một sự việc
việc thì biết rõ cái nên và cái không, và cái không nên, biết rõ đồng thời một cái nên và cái không nên, thì nó là đồng sanh chưa? Đồng sanh rồi, mà mình chọn cái nên à, cho đặng ích lợi lợi, thì lúc này cái nên nó được trở thành quyền, thì lúc này là cầu sanh quyền gì, hiểu không? Quý vị hiểu không? Tôi lấy cái tổng quát quý vị cho cụ thể, xin ba ví dụ cụ thể. Xin ba ví dụ cụ thể ha, rất là mình áp vô nha. Nãy là mình chơi mình tiền sanh rồi, nay mình tiếp theo đó câu sanh trở lại. À, bài trước mình không có cái phần này ha, thành ra bài này đó mình bù lại. Cũng một trường hợp thôi, nhưng mà mình thấy ha, nó có câu sanh, có đồng sanh chẳng. Có câu sanh, có đồng sanh chẳng. Ok, cô mì của cái mà liên quan tới tiền sanh, quyền duyên. Rồi, cô Tú, giữ ngũ giới, đúng. Ok. Ok, quá đúng. Rồi, cho cánh tay mạnh mẽ để thực hiện thành tựu điều học, xí trí tuệ Đức Phật liền. Giờ thiện xảo đó ha, kêu ví dụ cái ào nghe chưa rồi ha. Ừ, đó, đang tạo duyên đó, chả chị thấy đơn hết rồi. Sao bữa nay là ai là cũng thành là học giả về phát thú đó nè, học giả ứng dụng phát thú siêu đẳng. Good thought. ngay cái lúc đó cái bắt đầu con phải mô tả nó gì nè, con mô tả là con có phóng tâm, con biết mình đã có phóng tâm và con biết là mình phải có chánh niệm, con biết mình đã phóng tâm, con biết mình phải có chánh niệm, ngay lúc thời đó là đồng sanh, được chưa? Là đồng sanh. Con lựa chọn là con phải có chánh niệm để con chạy tiếp, chứ không phải là con phóng tâm. Hay lúc đó là trở thành đồng sanh quyền duyên hay là câu sanh quyền duyên. Các bạn khác cũng hiểu đúng không? Bạn Ký có hiểu không? Tại vì mấy bạn khác mắt nó quánh hết rồi. Cho nên thì phải qua hỏi bạn Ký thôi cho đỡ quê. Nên đâu ai trả lời đâu.
Ok. Mà cái chỗ đó để biết mình phóng tâm, biết mình chánh niệm, mà không phải cái biết trước, cái biết sau. Không, trong một thời điểm đó, không phải xét là thời điểm sát na thì nó không tính trước sau được, chắc thời điểm hiệp thế mà. Cũng mỹ dung luôn ha. Ok, ví dụ 1 chính xác. Ok, ví dụ 2. Ok, ví dụ 3. Ok, cô Đào. Ok, số 1 của mình. Toàn là ví dụ thức dậy không ha. Chắc tại hội chúng này học đêm khuya với tu không à, thành ra thiếu ngủ. Thấy thương vậy đó, ai ví dụ cũng toàn là đi ngủ không à. Một hồi gắn nghe, hồi tới 12 giờ lận đó. Hồi tới 12 giờ lận. Còn xanh một tí. Cái chia ra ha cũng hơi phức tạp, cũng được. Các bạn khác chắc chờ ba ví dụ mới gửi lên luôn quá. Ok cô Đào. Trước trước một cái đó mà mình biết có hai hai lối ha, hai lối. Một một cái lối đó là theo theo cái sở thích của mình. Là theo cái sở thích của mình là khó chịu bực dọc. Một lối đó là mình có thể chuyển hóa đó, mình làm điều cơ có sự ích lợi. Thì mình lựa chọn là chuyển hóa làm theo điều có sự ích lợi. Thì trước một cái thời điểm đó T không sau đó thì mình biết đó là có những cái cách để đối trị nó. Phải biết cái đó nha. Quý vị nhớ nghe, mà là mình phải biết cái đó nghe, còn mình chọn cái thì lúc này nó trở thành quyền, cầu sanh quyền. Ok, thoát nè.
phải phải rõ nha, tức là mình ví dụ đó là mình phải rõ. Có những cái của các bạn á, nó sai nó không có sai, nhưng mà nó rõ nó cũng không có rõ. Thì á, là tự tự mình phải phải minh định nha, mình thấy không ổn đó là mình phải hỏi lại cho rõ. Ok, của Lộc ha, mà cũng hơi phức tạp. Cái đó có thể mình á, mình làm cho nó giản đơn hơn á, để mà nó đỡ rối. Ok, tăng cho một cánh tay để gắn thực hành. Ừ, ok, cũng mệt. Đó, các bạn thấy không? Xài câu sanh quyền cái nó khác đi ha, nó khác đi. Đó, mình sẽ trước một cái pháp đó nó có nhiều cái con đường mình lựa, mình biết rõ có nhiều đường để lựa như vậy. Nhiều đường lựa nó sanh lên cho mình, đó là câu sanh. Và mình lựa cái đường nào thì cái đó là quyền duyên. Mà lựa cái quyền đó bằng trí tuệ Đức Phật ra thì cái đó là xịn sò. Thành ra đó, có những cái trường hợp người ta lựa mà không có trí tuệ Đức Phật nữa nha, họ quyền không quyền, mà cái quyền đó là cái quyền đưa đến chỗ chết tử vong. Ok. Ok toàn. Liên quan tới ăn ngủ nhiều quá ha. Ừ, đúng rồi đó cô Đào.
y luôn vậy đó. Ok cô Tuyền. À, có sự đùng đưa đó ha, giữa các pháp và mình chọn một pháp thì cái đó thành quyền. Ok tiên. Tốt nè. Quen rồi, các bạn quen rồi, các bạn mạnh mẽ, các bạn mạnh mẽ, chỉ có điều hay quên thôi. Mạnh mẽ thì có thừa ha, mà hay quên á thì thôi vô biên luôn. Ok Lộc. Nãy giờ nhiều bạn đã hoàn thành ba ha, thì mình tham khảo của mấy bạn nha. Ok cô Đào. Cái cô Đào nè đó, cô My đó, mình phải copy cái này nè cô My, cái mình làm cái hình để mà mình gặp cái người cần gửi á, cái mình gửi đó đó cô My. Rồi, thấy của cô Ngọc. Ok cô Tú. Ừ, mình thiếu nợ thì phải chủ động trả chứ không để người ta đòi ha. Rồi người ta chạy mình. Ủa sao ví dụ của Nhi nó chen cái tiền sanh quyền duyên vô vậy ta? Nhi ơi, con còn ở thế giới này không Nhi? Ok Nhi ha. Tại thời điểm đó mình lựa chọn một trong hai, mình lựa cái nào cái đó cho thành quyền. Mà cái quyền là nó thành tựu, cho nên phải đưa trí tuệ vô để nó thành tựu tốt, không thôi thành tựu xấu. Rồi bé đã trở lại, giờ bé đã hiểu. Tại vì bé quá chú tâm bài học nữa không, bé đâu có cần theo dõi cái ví dụ của mấy bạn, nên thành ra bé hơi chậm chạp. Chúc Lộc. Không có ém ha, ém cũng đâu ai nói gì đâu. Ok Trúc hiểu rõ đó, cái ví dụ của Trúc nó rõ ràng đấy. Ví dụ một là ổn nè. Ok, có sự sự chọn lựa một trong hai, mình sẽ chọn một cái đó là quyền.
Rồi, ổn rồi đó. Chết rồi, tôi cho quý vị đi quá lố rồi, thành ra tôi bị hố hàng luôn rồi, tôi mới có cái một câu một hả? Hai, tôi sắp hết giờ rồi. Quý vị ơi, rút lên đây cho tôi nói thêm chút nữa đi rồi hả, hết giờ. Nãy giờ tôi chưa nói được gì hết. Tôi mới nói được cái thiệt sanh viên. Ừ, ví dụ 2 còn cái ví dụ 3 nữa. Ừ, hiểu bài ghê luôn ha, hiểu bài ghê luôn ha. Là con chờ đi tới chừng nào má mà nó mới chịu con đẻ đứa con gái con đó ha, mà đứa con gái con vô đại học năm tư đó là mình hết đó. Phước báo đầy đủ đó là một cái lời chúc á cô Đạo, để mong cho cái người đó đó họ nhận được những cái điều tốt đẹp đó một cách đầy đủ, không có thiếu thốn gì hết. Hiển bài là hiển bài nguyên một combo đầy đủ, à, gọi là phước báo đầy đủ. Quay qua quay lại hết giờ. À chứ tăng đó, tăng tăng muốn thì thầy chịu ha. Ví dụ như tăng 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 muốn đó, cái bữa sau thầy nói cho, à, không sao chân nó dễ thầy tăng. Ví dụ như tăng đẻ đứa con gái, mà tăng đẻ nó kỳ ha. Thôi tăng có đi ha, mình chuyển sang cái động từ khác đi. Động từ đó nó nặng với tăng quá à. Nó nói là con Ừ, ta tăng đó có một đứa con gái nha, gái. rồi tới lúc nó tới năm tư đại học đó là coi như mình học hết cái tiết này. Tại vì biết sao không, có cái đứa đứa con trai nó không có chịu học, cái mình lo phiền não nó không à, mình đâu đâu có lo học đâu, có trai nó lo học, có con gái nó lo học dễ hơn. Ừ, không không có bỏ Nhi, tại vì cái cấp này thấy Nhi bệnh đó mình không có dám đụng tới, à, mình phải để từ từ hết bệnh rồi cái mình mới dám 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 sử dụng, hiểu không? Hàng đó mình muốn sử dụng đó mình phải coi chứ, không có an toàn không, nhiều khi dùng không an toàn nó nguy hiểm. Thêm bé tót nữa ha, thêm bé tót nữa ha. Ok Mẫn Nghi. Ok ký. Ở bữa nay mấy đứa này nó muốn đẻ hết rồi. Ok cô Tiền. Vậy thì đó quý vị mới thấy này nè. À, cái này tôi còn được 2 phút thành ra tôi nói cái này thôi. Trước một sự vụ, à, trước một vấn đề. Trước một vấn đề. Trước một vấn đề. Bậc trí có nhiều phương án. Có nhiều phương án để tiến hành. Để tiến hành. À, phương án được lựa chọn, phương án nào được lựa chọn? Phương án nào được lựa chọn thì nó phải là tối ưu nhất và hợp lý đấy, là có nhân viên
tiền sanh quyền duyên. Câu sanh quyền duyên. Tham gia, hỗ trợ. Tham gia, hỗ trợ. Rồi, quý vị hiểu câu này không? Mà khi nữa đó, nữa quý vị học hết rồi đó. Quý vị học hết rồi đó. Mà hết phát thú rồi nghe, chứ không phải hết cái môn này. À, thì đó là quý vị biết hết là có bao nhiêu duyên gì vậy đó. Trời ơi mà phê lắm, còn được một phút quảng cáo. Bên cái phần 7 giai đoạn đó, bên phần 7 giai đoạn mà cái phần mà thiều duyên không có hiểu gì hết trơn á. Mà bữa nay không có thiều duyên học á. Trời bên đó thù thắng lắm. Thù thắng lắm, biết sao thù thắng không? Đưa ra hiệp thế không à. Hôm này nói nhỏ cho biết là đưa ra hiệp thế không à. Bình thường mấy cái kia đó là siêu thế đúng không? Ồ này là tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, tâm tâm sở sắc pháp chiếc bàn. Trời ơi, xưa gò diễm. Qua cái giai đoạn vấn đề đó, đưa ra hiệp thế không? Khi một cái hạt chúng sanh phàm phu gặp cái chuyện đó khởi lên như vậy là có cái đó. Ghê chưa? Này giải vấn đề không à. Nó nằm ở trong đó đó. Ừ, 7 giai đoạn là gì ha? Rồi tôi trả lời sao? Trả lời là đi học duyên hệ mở rộng. Tôi trả lời sao? Đó cái này đó, tôi mở một phút thôi để tôi quảng cáo thôi đó. Cho đó mà thiều duyên nữa có nghe lợi đó. À, để mà quan hỷ đi học cái bên đó đó, được cái sự ích lợi giải đáp hết luôn cái chuyện đó. Không có rối nùi trong cái 7 giai đoạn đó. Mà dính vào thuật ngữ rồi không sợ hãi, không có. Rất hay, tuyệt vời lắm, thù thắng lắm mà chưa tới thôi, từ từ tới ha. Thì phải từ từ chứ ha, bài cũ mình chưa thuộc mà sao qua bài mới được ha, bài cũ phải quần cho thuộc rồi mới qua bài mới được chứ. Thôi bây giờ mình kết thúc nè, đặng mình qua tới tiết đặng mình được trả bài coi nè ha, chứ bên ngoài ngoài đây không có trả bài, bên đây chỉ cho không à. Ví dụ rồi quan hỷ đồ vui hì hì vậy thôi chứ buông ra quên hết à. Hay buông ra quên hết à, đời nó khổ vậy đó. Cho nên nhớ nghe rồi đừng có quên nghe, phải có sự thực hành nghe. Nay về nhớ lụm đi, đặt hàng đó, mỗi người đó hồi nãy giờ lụm được quá trời các bủ bối thực hành luôn, áp dụng duyên vô lụm về đăng một xì tá tuột liền. Ngày này năm sau lỡ bồ bỏ, nó hiện bài lên thấy duyên giật mình tỉnh lại đi học tiếp. Đó mình phải biết gieo, phải biết lo đó. Nay mình chuẩn bị để sau này mình hưởng nè. Nay này là tiền sanh duyên cho sau của mình đó, mà nó trở thành quyền, nó kéo mình lên được. Thấy không, ví dụ cuối cùng là tiền sanh quyền duyên kết bài lại. Hết bài. Rồi nghỉ. Nhớ nghe, bye bye.